Ngày 11 tháng 4, UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đền Xã Tắc nhằm tôn vinh và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích. Đền Xã Tắc được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14 dưới thời nhà Trần, để thờ thần Xã Tắc, bản cảnh thành hoàng của châu Móng Cái xưa. Tại đây thờ Xã Tắc Đại Vương, Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, Cao Sơn Đại Vương, Long Thần Thổ Địa của bản thôn và các vị tiên công của những dòng họ đã có công đến khai khẩn vùng đất này. Không chỉ là một địa danh du lịch, một địa điểm văn hóa tâm linh, đền Xã Tắc còn là cột mốc vững bền, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia cùng những nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân Việt Nam, nơi biên cương của Tổ quốc.